Tối ngày 6 tháng 7, Tổng cục Thể dục Thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 sau khi ghi nhận tổng cộng 359 tấm huy chương, trong đó có 136 huy chương vàng. Đây là kỳ SEA Games đánh dấu sự lập kỷ lục của thể thao Việt Nam khi xếp thứ nhất toàn đoàn, không phải là nước chủ nhà, và thứ ba trong bảng tổng sắp SEA Games. Ông Đặng Việt Hà, trưởng đoàn thể thao Việt Nam, khẳng định rằng thành công tại SEA Games 32 là kết quả của sự nỗ lực và thi đấu xuất sắc của các vận động viên. Ông cũng bày tỏ niềm tin vào chiến lược thể dục thể thao đến năm 2035 của Việt Nam. Kể từ năm 2014, chính phủ đã khuyến khích xã hội hóa các hoạt động trong nhiều lĩnh vực bao gồm thể thao để thúc đẩy sự hợp tác giữa chính phủ và doanh nghiệp trong việc phát triển thể thao quốc gia. Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Sabeco, là một trong những doanh nghiệp đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 32, Sabeco và thương hiệu bia Sài Gòn đã cùng hỗ trợ để tôn vinh những vận động viên xuất sắc bằng cách trao thưởng tổng cộng 2,89 tỷ đồng cho những người đạt được huy chương vàng. Năm 2022, khi Việt Nam tổ chức SEA Games 31, các doanh nghiệp đã hợp tác với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng phát động sáng kiến Việt Nam thắng vàng nhằm thúc đẩy tinh thần cổ vũ cho tuyển thủ quốc gia và khích lệ họ đạt thành tích cao nhất với nhiều huy chương vàng. Công ty bia Sài Gòn đã thông qua thương hiệu của mình để đóng góp tổng cộng 5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cho tài năng thể thao Việt Nam. Số tiền này đã được trao cho các vận động viên do Tổng cục Thể dục Thể thao tuyển chọn, với mục tiêu hỗ trợ quá trình tập luyện cả trong và ngoài nước, nhằm thúc đẩy thành tích cao hơn trong các giải đấu quốc tế. Đến tháng 6 năm 2023, công ty bia Sài Gòn, Sabeco, đã hoàn tất việc chuyển giao khoản đóng góp này cho Tổng cục Thể dục Thể thao. Số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài chính hàng tháng của các vận động viên, cũng như chi phí du đấu và mua sắm trang thiết bị luyện tập cho bộ môn bắn cung và cầu lông. Không chỉ dừng lại ở đó, bia Sài Gòn cùng thương hiệu bia Sài Gòn còn là nhà tài trợ chính cho bộ phim tài liệu về đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam mang tên Việt Nam We Are You. Bộ phim này, do Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, phối hợp với nhà sản xuất Viewfinder thực hiện, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 20 tháng 10, dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Bộ phim sẽ kể lại hành trình của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến World Cup 2023, nhằm tăng cường sự quan tâm và ủng hộ cho đội tuyển nữ và phái nữ trong bóng đá Việt Nam. Bà Venus Teo Kim Way, Phó Tổng Giám đốc Sabeco phụ trách Marketing, nhấn mạnh rằng vận động viên đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển thể thao Việt Nam. Bà cho biết vận động viên không chỉ là đại diện cho quốc gia tại các giải đấu quốc tế, mà còn là nguồn cảm hứng và niềm tự hào của cả dân tộc. Chương trình hỗ trợ này tập trung vào việc phát triển và thúc đẩy vận động viên nhằm đem lại điều tốt đẹp nhất cho thể thao Việt Nam.